chào quý vị khán thính giả. Đây là tiếng nói của ban biên tập trang nhà sách him.net và kênh Mảng Lịch Sử Chưa Viết. Kính thưa quý vị khán thính giả, hôm nay trở lại với cái đề tài nghiên cứu về Vatican của tác giả Minh Thạnh. Ông bắt đầu một cái loạt bài mới, đó là nói về quân cờ Ba Lan dưới bàn tay của học thuyết Casaroli. Thì nhắc lại, Casaroli này là tên của một vị hồng y mà chủ thuyết cực đoan công giáo hung hăng. Thì nói tắt là gọi là Casaroli, và tác giả hay dùng cái thuyết Casaroli là một cái chủ trương diều hâu, cực hữu và cực đoan Vatican. Có thể nằm dưới nhiều cái hình thức, nhưng mà xin trở lại cái đề tài của tác giả bài 1, hệ quả chống cộng, chống Liên Xô của quá trình Vatican hóa 100% người theo tôn giáo ở Ba Lan. Đó là cái tựa đề của bài thứ nhất trong cái chủ đề lớn là quân cờ Ba Lan dưới bàn tay của học thuyết Casaroli. Bài này phần đầu thì cũng ngắn thôi. Ông ấy mới ra ngày 12 Tây. Tiểu mục thứ nhất là định hướng nhiều hơn về Vatican học ngoài nước, lĩnh vực nghiên cứu về tôn giáo học, thời sự tôn giáo, quan hệ tôn giáo là những lĩnh vực nhạy cảm. Những sự kiện gần đây, đặc biệt là các hoạt động tố tụng và truyền thông, đã cho thấy ở lĩnh vực nhạy cảm này, hoạt động truyền thông mạng dễ phát triển hoặc biến thái thành những điểm nóng rất phức tạp, phiền phức. Những người tham gia, đặc biệt là YouTuber trên môi trường mạng, cho dù mặc áo nhà tu, không biết đúng sai thế nào cũng dẫn đến kết cục là đối tượng phê đấu khốc liệt, dữ dội trên truyền thông, rơi vào chảo lửa đàm tiếu, bêu ríu, chỉ trích, chế nhạo. Cho nên, mặc dù các bài viết về những việc ở xa đã xưa liên hệ triết học, Vatican học, có thể không được đông đảo bạn đọc hoan nghênh, không có nhiều truy cập, nhưng tôi sẽ tập trung vào mảng này, đặc biệt là học thuyết Casaroli, học thuyết mà tôi có thể được coi là người đầu tiên có những bài nghiên cứu gửi đến bạn đọc Việt Nam. Hồng y Casaroli trước khi là một nhà tu hành thì ông là một nhà ngoại giao, là một chính khách, là một tư tưởng của các đối sách chính trị. Hồng y Casaroli mất từ lâu, do đó ông ta không thể kiện tụng phiền phức. Đối với chính quyền Vatican thì không có học thuyết Casaroli. Chỉ có một thời các quan chức chính quyền Vatican thừa nhận Casarolism. Có Casarolian là người theo học thuyết Casaroli. Có Vatican Ostpolitik, quan điểm chính trị hướng Đông. Đề cập đến Casarolism, trước hết là nghiên cứu mối quan hệ quốc tế, nghiên cứu quan điểm ngoại giao, nghiên cứu các vấn đề sử học. Tôi, tức là tác giả Minh Thạnh, sẽ đi sâu nghiên cứu học thuyết Casaroli ở mức đào sâu chưa từng có ở Việt Nam. Ở cấp độ chưa một quan chức chính quyền Vatican nào có bài viết phát hiện những vấn đề thật mới, có giá trị cao về mặt học thuật, cống hiến cho bạn đọc những kiến thức có ý nghĩa và thú vị. Cái tiểu tựa thứ hai, quan điểm về Ba Lan của giáo hoàng Pio XII nông cạn và kém cỏi. Nước Ba Lan từ trong lịch sử đã từng được coi là một quốc gia giáo dân, chính quyền Vatican chiếm tuyệt đại đa số, thậm chí gần như 100%. Cho nên, chính quyền Vatican đặc biệt quan tâm đến Ba Lan, coi đây là một quốc gia vệ tinh đặc biệt của chính quyền Vatican. Nếu không muốn dùng cụm từ mang màu sắc Trung Quốc là đại chư hầu. Nhưng thực tế không hẳn như vậy. Trước Thế chiến thứ hai, chính quyền Ba Lan tuyên bố họ là một nhà nước thế tục, đa tôn giáo. Có nghĩa không phải là 100% dân số Ba Lan là giáo dân thuộc chính quyền Vatican như chính quyền Vatican nghĩ.
Ở Ba Lan có một số người Đức theo đạo Tin lành, người Do Thái theo Do Thái giáo. Ở một số vùng có tín đồ Công giáo Đông Phương, tín đồ Cơ Đốc chính thống giáo vẫn là một quốc gia Slav, mặc dù không dùng mẫu tự Kirill mà dùng mẫu tự Latin có nhiều nét Tây Âu. Chiến tranh thế giới thứ hai đã diễn ra và chính quyền Vatican dưới triều đại giáo hoàng Pio XII coi đó là một tổn thất cho chính quyền Vatican. Đến khi đồng minh Anh, Mỹ, Liên Xô vẽ lại bản đồ châu Âu thì giáo hoàng Pio XII phản ứng kịch liệt. Câu hỏi nổi tiếng của Stalin là giáo hoàng có mấy sư đoàn, là để đáp lại lưu ý của Thủ tướng Churchill về việc giáo hoàng Pio XII phản đối biên giới mới của Ba Lan. Thật sự, vì Ba Lan là một nước thắng trận trong chiến tranh thế giới thứ hai, cho nên Ba Lan không phải là nước bị mất lãnh thổ. Phần phía đông Ba Lan sáp nhập vào Liên Xô thuộc Ukraine, Belarus, nhưng bù lại Liên Xô và Anh cắt một dải đất rộng lớn phía tây từ nước Đức phát xít sáp nhập vào Ba Lan, Đông Phổ thuộc nước Đức phát xít, thì một khoảng hơn phân nửa được giao cho Ba Lan, phần còn lại trở thành lãnh thổ Kaliningrad thuộc Liên Xô, Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết, Liên bang Nga, rồi thuộc Liên bang Nga cho đến nay. Một thời gian dài, chính quyền Vatican, giáo triều Pio XII không công nhận đường biên giới của Ba Lan. Ở đây, giáo hoàng Pio XII nhìn rất thiển cận. Ông chỉ nhìn thấy nước Ba Lan, nhưng chưa nhìn thấy nước Ba Lan như thế nào. Điều này sau đó Hồng Y Casaroli đã khắc phục. Cuộc thanh trừng người Do Thái của nước Đức phát xít làm cho việc thuần khiến tôn giáo tăng tỷ lệ đa số là giáo dân chính quyền Vatican của người Ba Lan lên cao một nấc. Bước 2 là việc điều chỉnh biên giới phía Tây, đã loại trừ số người Ba Lan theo Công giáo Đông Phương, theo chính thống giáo, ra khỏi nước Ba Lan sau năm 1945. Số dân ở vùng được điều chỉnh biên giới thuộc về Liên Xô sau 1945, một phần theo Công giáo Đông Phương, một phần theo Cơ Đốc chính thống giáo, và phần đông đảo hơn là phần giáo dân thuộc chính quyền Vatican. Tỷ lệ giáo dân thuộc chính quyền Vatican giảm dần theo hướng từ Tây sang Đông, không phải có một đường biên giới tôn giáo rõ ràng. Đây là bước nâng cao chất lượng thuần khiết tôn giáo, tức là tăng tỷ lệ giáo dân thuộc chính quyền Vatican đó, ở Ba Lan lần thứ hai. Bước 3 là ở phần diện tích còn lại, đặc biệt ở phần mới sáp nhập từ Đức, người Đức theo các giáo phái Tin lành di cư sang phần lãnh thổ về sau là nước Cộng hòa Liên bang Đức. Chuyển biến dân tộc, tôn giáo ở Ba Lan giống như chuyển biến dân tộc, tôn giáo ở vùng lãnh thổ Kaliningrad. Người Đức ở vùng Đông Phổ cũ, một phần thuộc Liên Xô, một phần thuộc Ba Lan, đa số họ theo các giáo phái Tin lành, cũng di cư đi hết. Cư dân ở Kaliningrad ngày nay đều là người Nga, theo Cơ Đốc chính thống giáo Nga. Ở Ba Lan hầu như không còn người theo các giáo phái Tin lành, Công giáo phương Đông, Cơ Đốc chính thống giáo. Ở Cộng hòa Nhân dân Ba Lan, hoặc chỉ có người có tôn giáo là giáo dân chính quyền Vatican, hoặc là người vô thần không tôn giáo. Tính chất thuần nhất tôn giáo ở Cộng hòa Nhân dân Ba Lan trở thành hàng đầu thế giới, người có tôn giáo ở Ba Lan đồng nhất với giáo dân chính quyền Vatican. Vì vậy, ảnh hưởng của chính quyền Vatican đối với Ba Lan theo đó tăng lên. Giáo hoàng Pio XII chưa nhìn ra điều này. Giáo hoàng Pio XII hoài niệm về một nước Ba Lan trước chiến tranh thế giới thứ 12, hoài niệm về một nước Ba Lan trước chiến tranh thế giới thứ hai. Còn Hồng Y Casaroli thì không. Hồng Y Casaroli nhìn ra vấn đề không chỉ ở nước Ba Lan, mà vấn đề ở chỗ tôn giáo ở Ba Lan đã được chính quyền Vatican hóa.
các tín đồ quan chức, những tôn giáo khác không còn có mặt trên Ba Lan. 100% người theo tôn giáo ở Ba Lan sẽ dẫn đến hệ quả là Ba Lan trở thành chiến trường của cuộc chiến chống cộng, chống Liên Xô của chính quyền Vatican. Chúng ta sẽ thấy rõ hơn bằng tay của Casaroli ở những bài Vaticanology tiếp theo. Vì vậy, về mặt tư tưởng, chính quyền Vatican chỉ còn giải quyết vấn đề vô thần là xong. Nước Ba Lan sẽ chỉ là nước giáo dân chính quyền Vatican 100%. Đây là những cái ảnh của dân di cư từ Belarus. Ảnh minh họa lấy tư liệu trên Internet. Những bức ảnh này là Hồng Y Casaroli, Giáo hoàng Pio XII, biến động chính trị biên giới của Ba Lan làm 100% người Ba Lan có tôn giáo là giáo dân thuộc chính quyền Vatican. Còn tiếp, xin hẹn quý vị kỳ sau. Kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Kính thưa quý vị, nếu thấy chương trình Kênh Mảng Lịch Sử Chưa Viết của chúng tôi hữu ích, xin quý vị ghi tên, subscribe và chia sẻ đường link cho các bạn bè để nhiều người được biết. Cảm ơn quý vị nhé.